Tuyên Quang là một tỉnh thuộc Trung Du và miền núi phía Bắc, được bao quanh bởi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hà Giang và Cao Bằng. Tuyên Quang được thành lập năm 1831 với diện tích là khoảng 5.868 km2 với một thành phố và 6 huyện. Hiện nay Tuyên Quang đang từng bước phát triển, tích cực đẩy mạnh kinh tế, du lịch và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, đặc biệt là truyền thống chăm chỉ lao động đã được thể hiện rõ nét qua nhiều thế hệ của Tuyên Quang. Truyền thống chăm chỉ lao động của nhân dân Tuyên Quang được hình thành từ thời kỳ dựng nước. Trong các thời kỳ lịch sử, nhân dân các dân tộc ở Tuyên Quang tích cực tham gia vào các hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp và nhiều hoạt động sản xuất khác nhằm góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương và đất nước. Sau khi đất nước hoàn toàn được giải phóng, nhân dân Tuyên Quang đã tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế. Họ đã chăm chỉ làm việc, khắc phục hậu quả của chiến tranh, xây dựng cơ sở hạ tầng và đóng góp vào sự phồn thịnh của quê hương, đất nước. Trong giai đoạn cách mạng đổi mới, nhân dân Tuyên Quang tiếp tục có những đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao. Thời gian qua, tại Na Hang, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nguồn quỹ khuyến công, tỉnh đã hỗ trợ nhiều cơ sở sản xuất, tổ hợp tác trong việc xây dựng và phát triển các nghề như dệt, chế biến chè, chế biến miến rong, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của các cơ sở trên thị trường. Với nhiều chính sách hỗ trợ, tỉnh Tuyên Quang đã thu hút được các nhà đầu tư lớn, đầu tư vào lĩnh vực chế biến lâm sản. Hiện nay, tỉnh đang có 8 nhà máy chế biến gỗ, giấy và bột giấy đang hoạt động với công suất lớn. Điển hình như nhà máy giấy và bột giấy An Hòa với công suất 1,3 triệu mét khối trên một năm, nhà máy chế biến gỗ của công ty cổ phần Woodland Tuyên Quang công suất 680.000 mét khối trên một năm. Do đó, Tuyên Quang có thị trường tiêu thụ gỗ ổn định, bền vững và thuận lợi nhất so với các tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc. Các sản phẩm gỗ rừng trồng của Tuyên Quang đã được xuất khẩu sang các nước như Ấn Độ, Mỹ, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, các nước châu Âu.